Rồi, hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại cái kênh của em, kênh Nhật Cụ 24.vn. Em tiếp tục giới thiệu với cả nhà một cái chương trình khuyến mãi, vẫn là khuyến mãi nữa trong ngày hôm nay ha. Và mỗi cái điều chỉ có một thôi, chứ không có hai ha. Mỗi cái điều một thôi. Bây giờ sẽ giới thiệu với cả nhà, đây là một cái bộ này. Bộ toner. Bộ cần tự động toner nội địa Nhật ha. Thì bộ này giá của nó là 1.350.000 ha. Mã là 0210 1.350.000 ha. Hôm nay mọi người mua cái bộ này sẽ được tặng ngay một cái mỏ led của Handiwork nội địa Nhật. Dòng Handiwork là một dòng cao cấp. Đây là cái mỏ led ha, xịn của hãng Takari. Đó, nó mã phosphor và cái kiểu dáng nó đang thiết kế đây là cái kiểu dáng của Thụy Điển Bahco. Đó, và chỉ có duy nhất một cái thôi. Mã của nó là 3269. Cái này chỉ giá nó tới 600.000 đó. Chỉ giá 600.000 ha, 600.000 cho cái cây này. Đó. Và hôm nay anh em mua cái này ha, chỉ duy nhất được một món thôi nha, một phần thôi, không có phần thứ hai đâu. Một cái bộ toner. Đây là cái cần tự động ha, cần tự động gắn những cái mũi vít này. Đây là 6 ly 35 ha. Này mình thấy gắn vô đây. Thì ở đây nó có nhiều đầu. Dẹp nè, dấu cộng BH2 nè, BH1 nè, những cái đầu lục giác và những cái đầu bông sao. Thì những cái đầu này là những cái đầu phổ thông nhất, sử dụng nhiều nhất. Ở đây là những cái đầu tiếp 7 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly và 13 ly ha, là những cái xây mà thường hay dùng nhất. Đó, rồi gắn cái đây, dặn thôi. Ha, của Toner Nhật Bản ha, hàng xịn cao cấp nha, hàng cao cấp của Toner. Đây. Thì cái bộ này trị giá của nó là 1.350.000. Anh em mua cái này sẽ được tặng một cái Molus của Handiwork nội địa Nhật ha, những sản phẩm cao cấp đáng sưu tầm nhất. Đó. Và có thể mua để mình làm quà cũng ok luôn ha, làm quà tặng. Đây là những hàng mà VIP không giá 1.350.000 nha anh em. Mã là 0210, được tặng ngay một cái Molus Handiwork 250 ml, trị giá 600.000. đây, hàng xịn ha. Với thiết kế kiểu dáng của nó là cái kiểu như của Bahco Thụy Điển. Đó, mà màu phosphor rất là đẹp luôn, màu đen đen huyền, nhìn rất là dễ thương. Đó. Rồi, mã mọi người đặt hàng là mã 0210 nha, 0210. Tiếp tục là một cái búa của Magnum, hiệu Magnum này là hiệu nội địa Nhật luôn ha, hiệu xịn. Nó với thằng UH thì thằng cũng ngang ngửa với nhau. Và thằng Magnum này thì nó làm cái kiểu dáng dễ thương như thế này, làm cái kiểu là lạ, cái là nó mạ rơm. Và cái lớp mạ rơm của nó rất là dày nha, mà lớp mạ rơm rất là dày chứ không phải là mỏng đâu. Mọi người sử dụng chưa chắc gì nó đã bay hết cái lớp này. Đó. Cái này thì cân nặng của nó nằm ở tầm là 450 g, bởi vì cái cán nó rất là nhẹ, cái cán nó là sợi thủy tinh luôn nha, sợi thủy tinh. Mà cái búa của thằng Đốc Chiêu á, cái sợi thủy tinh của nó sao nó nặng, mà cái sợi thủy tinh của thằng này khá là nhẹ, cầm rất là êm tay luôn ha, êm tay. Hàng chưa qua sử dụng nha mọi người, hàng chưa qua sử dụng. Thì cái này giá của nó là 400, mã là 3684, giá 400. Anh em mua cái búa này sẽ được tặng một cái búa này cực độc luôn. Cái búa này là kiếm không ra ha, cái búa độc vô cùng. Cái búa cực kỳ độc luôn ha, nó chỉ giá tới 2.310 yên nè, không biết gì mà mắc dữ không biết. Đó. Thì anh em mua cái búa này sẽ được tặng cái búa này ha, tặng cái búa này 3684, giá 400.000, được tặng ngay một cái búa này. Đó, chuyển khoản mua đơn hàng trên 300.000, chuyển khoản sẽ được miễn phí ship nha. Tiếp tục là một cái đầu măng ganh của
đồng bằng ranh của gì ta, của SK11, SK11 nó đi Nhật. Thì ở đây á, cái đầu này là đầu autolock, autolock đây, tức là anh em không cần sử dụng cái mà khóa để mà anh em dặn đó, cái cặp cái là ok rồi ha, cặp là ok, không cần phải mà sử dụng cái kiểu kia, cái đầu cái mà cái khóa. Sao mở ra. Cập. Rồi mở ra. Phải dặn hết tua của nó mới mở ra được. Cái lưu ý cho anh em là khi mình sử dụng cái này nè, hàng dởm á, anh em sử dụng á là nó dễ bị dính lắm, tức là nó dính kẹt ngắt luôn, nó không mở ra được ha. Hàng tốt, hàng xịn á là anh em xài á là tại nó không có sợ, tại vì cái răng của nó lâu ngày cái răng nó tốt. Còn mà khi mà sử dụng cái loại kia ha, là nó chưa gì cho nên kẹp ngắt hơn luôn. Cái này kẹp tối đa của nó là 10 ly và nhỏ nhất của nó là này, tối đa 10 ly, nó không để nhỏ nhất 0.8 đến 10 ly ha. Autolock đây là cái đuôi chuẩn đuôi dài lục giác. Thì khi hôm nay anh em mua cái bộ này, trị giá của nó là 570.000, mã là 2004 570 ha, 2004 570.000. Anh em sẽ được tặng một cái vỉ mũi vít Slash nội địa Nhật, trị giá của nó là 120.000, 120.000, mã là A118 nè, A1820, rồi 6 mũi ha. Đó, tặng đây để mình sử dụng ở đây luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin vào số điện thoại 0933 119 66 hoặc gọi điện trực tiếp vào số điện thoại đó. Đây, ngay chân dưới màn hình này ha. Và cái tin nhắn nào nếu như không có phản hồi lại hết thì anh em thông cảm là đã sản phẩm đã bán rồi. Cái video này, mỗi cái sản phẩm chỉ có duy nhất một cái, cho nên anh em nhanh tay đặt hàng ha. Rồi, chào cả nhà, chào mọi người.